Thì cho thằng Dư coi, chạy mình chạy lé mắt thì cái để chào các bạn đến với lại Hội An Moto Vlog. Chúng tôi đang ở con phố Hội An với những người khách du lịch nước ngoài quốc tế đến từ những nơi khác nhau trên thế giới này, châu Âu, châu Á, đến châu Phi. Chưa em đó đúng không? Chưa. Tao không cho quay đâu không? Không cho qua. Quay cái cầu. Không cho quay cái máy quá. Ờ. Đây có mắt sao? Không? Đây quay đôi chỉ không mẹ? Nhanh nhanh đi. Hàn Quốc về. Cái cầu thì cầu gì quên rồi. Cầu tình yêu. Phố đi bộ. Nhìn thấy hai bên bờ sông quá tuyệt vời, như giống như là ở cổ trấn Nam Kinh Trung Quốc vậy. Tôi như đang ở Trung Quốc. Quá đẹp luôn. Đây là nơi thích hợp để các tập viên các bạn tôi ra đây để chỉnh. Thằng này nó bậy bạ. Cẩn thận lái đường xe cộ kìa. Tùng bé bây giờ. Tùng luôn đấy. Rồi quay này. Quay này đi. Ô trời ơi, công an của trấn Trung Quốc. Quá đẹp. Ôi. Rồi. Để phải đi. Trái. Không, cái trái chưa hay đi rồi, cần phải. Bên này đi hơn, vô này mới đi. It's powerful. It shouldn't take me more. In the morning, in the morning. Từ rồi, từ rồi, lên chúng ta. It's getting for me. Đúng rồi. Rồi đây đường á, đi thẳng tới đúng không? Đi thẳng tới đâm về trái xong nhớ đường đúng không? Ghê ghê không? Không đi nữa hả? Lại đi đâu nữa? Lại thêm vòng nữa xong về. Ủa cái này về phải không? Này là đi về đó không rồi. Ủa đi về hả? Đây về hả? À không, đây là